mình đẻ ra một cái tên đó bắt chen luôn. À bây giờ bé đó là cái gì thì đợi người đầu tiên mình nói nó biết nha. Alo. Lên trước nhà, lên trước nhà, lên tới nhà. Hả? À, chị có một thử thách cho em. Thử thách đi. Đó là đây. À là đường bát này. À đường bạc ở cái đâu mà không phải trên TikTok chứ chị. Đúng rồi, à trên TikTok á. Kêu. Kêu vậy. Lùi 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 ra sau, lùi ra sau làm lại lần nè. Có rồi. Ôi, trời ơi, dẻo á, dẻo á. Dẻo. Không nói nữa. Bay đi. Bay đi. Bay đi. Bay đi. Bay đi. Làm đẹp quá. Oh my god. Nó phải. Nó phải. Chị Hào ơi. Hả? Đây mà. Dễ chị tay tấm thương à. Không, chị về chị bó mặt xong chị trang điểm cho. Không là chị có gì mà rồi nói chi ấy. Nói chi vô. Rồi chị Hà, đó chị Hà. Chị Hà chồng một cái background. Ồ ồ ồ. Bây giờ lại luôn. Lùi lại. Ờ, background đây là background sông nước. Sông nước. Ok, thử thách của chị Hà là làm động tác. Động tác cái đào. Cái động tác cái đào. Wow. À, ngon ngon ngon, làm lại cái nữa. Quay phần dưới nó, quay phần dưới làm lại cái nữa. Ôi ngon quá. Mình lại vừa lên. Lên người cô gái chăm chỉ, cô gái chăm chỉ. Đang chăm chỉ. Cái gì vậy? À, mình thử thách bạn được không? Cô gái chăm chỉ. Mình thử thách bạn được. Nói gì? Mình thử thách bạn được không? Ờ nói đi. Đây làm trái đào. Trái đào. À thử thách trên trên TikTok làm trái đào. Ừ. Đào. Làm gì? Ừ. Thôi làm lại, coi lại, coi lại coi. Ừ. Thằng lớp phải gì? Đúng rồi. Đi chơi rồi. Hai con này vẫn miệt mài tao. Không phân tích với chị. Rồi chị bóp mặt chị trang điểm cho. Không, anh nhìn vẫn ok mà. Ngon ngon ngon. Thử thách làm trái đào. Em làm rồi. Đó, nhưng mà chị chưa quay nè. Ok. Ngon trước nha. 1, 2, 3. Trời ơi. Ngại ngùng thẹn thùng nữa chứ. Không có ngại mũi lửa. Ngại mũi lửa. Nó đẹp. Nè thử thách trái đào. Ok nè, đếm nha. 1, 2, 3. Bye bye mọi người. Ohio tự thiện thử thách siêu quá. Tiếp tục hả?